ở đây á là cây dưa cần một cái điều kiện môi trường đất là thông thoáng, thoát nước, giàu dinh dưỡng, và đặc biệt là không được có cái yếu tố mặn và phèn nặng, thì như vậy là cây dưa nó sẽ không phát triển được. Và để mà đạt được những cái điều kiện về đất đó thì bà con nông dân chúng ta cần lưu ý bón một số những cái phân bón ở đầu vụ lúc làm đất như sau. Ví dụ như là trên chân đất mà chua, pH nó dưới 5,5 thì bà con nông dân chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải bón vôi, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái loại phân bón đầu trâu mặn phèn để chúng ta giảm thiểu thiệt hại cho cây dưa non khi mà chúng ta mới trồng xuống. Khi mà gặp cái điều kiện thuận lợi thì cây dưa nó phát triển rất tốt, bởi vì cái thời gian mà từ khi mà gieo đến khi thu hoạch thì cây dưa cái thời gian sinh trưởng nó chỉ khoảng độ từ gần 60 ngày, trên dưới 60 ngày, mà cái năng suất của cái dưa là rất là cao, nó khoảng từ 25 tới 35 tấn trên 1 hectare. Đấy. Và như vậy á, vừa cái năng suất cao như vậy mà chúng ta lại đảm bảo được cái mẫu mã và chất lượng tốt, thì cái kỹ thuật sử dụng phân bón ở đây là bà con chúng ta cần phải lưu ý một số khâu như sau. Cái giai đoạn mà cây con á, giai đoạn cây con là sau khi mà chúng ta đặt, sau khi gieo hoặc là chúng đặt cây giống khoảng từ 15 đến 20 ngày thì chúng ta phải bón cái loại phân tăng trưởng để làm sao cây dưa nó tăng trưởng mạnh, ra lá và nó phân nhánh mạnh. Thì cái loại phân mà chúng tôi khuyến cáo ở đây là cái loại phân tăng trưởng, ví dụ như là NPK đầu trâu 19-12-6 hoặc là NPK 20-15-5 của đầu trâu, hoặc là cái phân 20-25 của đầu trâu. Thì những cái loại phân này, cái lượng bón ở cái giai đoạn này bà con cũng chỉ bón từ 150 cho đến 200 kg trên 1 hectare, tùy theo chân đất, tùy theo cái giống năng suất cao hay thấp. Đấy. Và khi mà cây dưa nó bò mạnh, đấy, chuẩn bị bước sang giai đoạn để ra hoa, đây là cái giai đoạn là khoảng độ từ 20-25 ngày đổ ra, thì chúng ta có thể sử dụng cũng với cái loại phân tăng trưởng như thế, nhưng mà cái lượng bón của chúng ta có thể từ 200 đến 250 kg trên 1 hectare. Và với hai cái lần bón này thì cây dưa chúng ta đã đủ một cái cây dưa rất là khỏe mạnh, bò rất mạnh và nó phân nhánh rất mạnh. Và chúng ta có thể định hình cây để chúng ta chuẩn bị cho cái đợt mà thụ phấn cho dưa, để chuẩn bị định hình trái. Và cái đặc biệt là để mà cái cây dưa nó có trái được đẹp và chất lượng tốt á, thì ở cái đợt bón thứ ba là cái giai đoạn từ 35 đến 40 ngày sau khi gieo, nhất là cái vụ dưa mà bà con nông dân chúng ta trồng để bán vào dịp Tết. Nếu như chúng ta không quan tâm đến kỹ thuật để bón phân mà đảm bảo vừa năng suất vừa chất lượng thì cái chất lượng dưa của chúng ta nó rất là kém. Thứ nhất là nó hay bị lứt vỏ trái, mẫu mã không được đẹp, và cái hàm lượng đường, tức là cái độ brick của dưa nó không được cao. Và như vậy là chúng ta khi mà đưa bán trên thị trường, nó sẽ cái giá bán của chúng ta sẽ được rất là thấp. Thì cái lần bón thứ ba là lúc mà sau khi mà định hình trái dưa là chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt là những cái loại phân mà có hàm lượng NPK hợp lý và có đầy đủ cái chất dung vị lượng, như là cái phân của Bình Điền NPK 16-6-19 hoặc NPK 14-7-21 của Bình Điền. Đây là cái loại phân mà đã được bà con nông dân sử dụng trong cái trồng dưa và một số những cái trái cây canh tác để mà thúc đẩy vừa nuôi trái nhưng cải thiện được chất lượng rất là tốt.